Rồi, trận đấu chung kết đầu tiên cho Gunny và Chip Boy. Quân bên phía đội bạn là Min và Sam. Mình Katha và Baby. Gunny anh cầm Katha. Một tên F3 để anh Gunny có thể thay bàn phím. Ok. Một tên hơi ảo. Yes. Yes, 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 yes. Yes. Yes, yes, yes. Alo, chuẩn bị quay lại trận đấu. Rồi. Katha của Gunny. Anh tôi lại đánh trém đây. Quân bên kia là Min và Sam. Liệu có bài hai chém đến từ đội bạn? Đã có bài hiệu đến từ Gunny. Bây giờ 5 con sang 6 con đi. Rồi, quay trở lại trận đấu. Anh tôi lại cầm chém này, trong trận thi đấu này. Gunny đang có phong độ cứng sau những trận thi đấu gần đây. Chém quá phụ. Quay sang một chút lên màn hình máy của Chip Boy, xem đã có đồ gì chưa. AC. AC đang dò khá rộng. Bẫy quả phụ nằm trong này. Hơi oái oăm. Liệu có đi qua chỗ này không? Bầy hiêu. Hai bầy hiêu nằm sát nhau ở đây. Tham lai 18/24. Đồ ăn này hơi xa. Thôi, quay sang Gunny đi. Đã có voi rồi. Bầy hiêu 6 con thì đang được lùa về. Rất tỉ mỉ. Oh,
Các dân ăn bầy hươu ở xa. Hôm nay thì ngồi ngay cạnh hai game thủ. Đâm ra là cũng sợ ảnh hưởng đến hai người. Bầy hươu 5 con. Chuẩn bị kích đời. 8 phút 18 giây. Gany kích lên 2. Đêm qua thì mới diễn ra trận bán kết lượt đi. Bayer với cả Barca. Tôi thích Bayer. Hơi cay. Nhưng mà hôm qua Bayer thì cũng thiếu non nửa đội hình chính rồi. Ribery, Robben, Bastuber. Cả cầu thủ tôi yêu thích nhất ở Bayer là Alaba nữa. Cầu thủ có mẹ là hoa hậu. Hoa hậu Peru hay là Venezuela gì ấy. Cũng khá nổi tiếng. Tham Lai. Hè Hè đã lên đời. Hè đang có phong độ khá tốt. Một bài vẫn kích 10 thôi. 10-4-4 đến từ Gunny. Đã cơ cấu được hốc. Game thủ top 1 là người cơ cấu hốc rất tốt. Cái bè đóng quá kinh nghiệm. 29/28. Bài hơi yếu. Bài Gunny về quây ruộng thật nhanh ấy. Hai cái ruộng. Khá nhiều dân gỗ. Đập nhà quýt. Quýt là người cầm minoan. Quýt đánh cung A. Summer của He He là người đánh chém. Quay sang Chiboy. Đã bị chọc giò hay chưa? Đã có con giò He ở đây. Chip đang khung được nhà rồi. Chỗ này là dãy BA và BE. Xin cung T. BA. Con giò của He He dường như không đầy đủ công giáp. Thế đang tỏ ra khá rén. Có cung T rồi. Cái ruộng này. Lương thực đang là nhiều. Vẫn che. Chị Boy đang nên khung ngay nhà mình lại đi. Chém sang rồi. He là người lên đời khá sớm. Rồi, con lạc đà. E. Bé E. Bé E. Rồi, vẫn kịp. Một đơn... không vào được. Rất may. Rất nhanh tay. Thôi, quay sang Gunny đi. Thế rồi. Minoan đã có bánh xe. Cứ giữ thôi anh ạ. Cứ giữ đám này thôi. Kín chưa? Các em kín chưa? 1P. Chưa kín đâu. Nhà vẫn hở thôi. Chạy thẳng vào trong thôi. Nhà Minoan là bài không hề đẹp. Vẫn hở. Bài gỗ vẫn hở. Có 1P rồi. Vẫn hở rồi. Về em. Dân của He đã chạy. He là bài đánh cung A. Ba con lạc đà. Bé, rồi, được đi. Có được không? Rồi, tươi. Tơn phù đầu tiên là tơn phù rất nhạy cảm. Bài He yếu thôi. Dân He đang liên tục phải ôm đồ và chạy. Rồi, hai con đi, ăn hai con đi thì tươi. Ăn được một con cũng được. Gunny vẫn chưa ăn được nhiều dân nhưng nhà He vẫn phải... À, nhà Quýt đang chạy... Nhà Quýt đang phải chạy tất cả các cơ sở ăn của mình, cơ sở ăn hoang của mình. Bắt đầu tụ được cung A. Chiboy. Rất hay, một tên ăn được một mả dân của He.
đứng dốc và bắn vào nhà. Rồi, rất hay. Hè sẽ rất yếu sau tơn này. Có 4 con lạc đà thôi nhưng mà đang có rất nhiều cung R của chị Boy ở đây. Còn lại 42 trên 60. Một tơn tạt cánh không. Gunny vẫn đang có rất nhiều chém ở bên đấy. Chơi hết được 3 con lạc đà đi. Con lạc đà đang chỉ còn 1 máu. Rồi, đứng dốc. Tơn này điều khéo thì tôi nghĩ vẫn ăn được. Cứ rỉa hết lạc đà đã. Gunny, anh đang ở đâu? Đây rồi. Đang chém được cung A ở nhà A của game thủ Quýt. Cứ đứng ô 3 thôi. Gunny tham lai vẫn còn đang rất to. Tham lai 3x. Quýt rồi. Tỷ số được rút ngắn cho con 1-2. Rất hay.